Ok, và anh em đã quay trở lại với cả channel mình và mình là Pau Game đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái con hàng ở trong cái bốc đổi thẻ 5 sao. Đó chính là Bernardo Silva, một con hàng có lẽ là mình thấy là nổi bật nhất trong cái bốc này. Với cái chiều cao đó chính là 1m73 và 28 tuổi, thuận chân trái. Và chỉ số mắc của thẻ là 99. Và về cái mùa thẻ lần này, mùa thẻ MVP lần này thì mình thấy cái màu thẻ nó đã đẹp hơn là cái mùa mắm tôm lần trước rồi. Với cái style là creative playmaker, có thể đá được vị trí tiền đạo cánh phải, tiền vệ cánh phải AMF cũng như là vị trí CMF đối với cả Bernardo Silva. Với nhận thức tấn công 87, điều khiển bóng 95, rơi bóng 94, xử lý không gian hẹp là 95, chuyền thấp 84, chuyền bổng 85, dứt điểm 75. Bộ chỉ số về khả năng cầm bóng chuyền trọt là rất cao của Bernardo Silva đấy. Độ xoáy là 80 này, ngon. Phòng ngự thì hơi chán rồi, phòng ngự thì đây không phải một mẫu tiền vệ phòng ngự. Tốc độ 73 này, tăng tốc 84, lực sút 73, bật nhảy 56, thì đề 60, thăng bằng 92 cùng với cả thể lực là 88. Một bộ chỉ số rất giống với Messi luôn. Với skill là Sisofai này, Somero, cắt với Henton, Cotbu, cứa lòng xa này, sút xa, chọc khe, tạt xoáy này, sử dụng má ngoài và low lot pass nữa. Đó là cái bộ skill của Bernardo Silva. Và bây giờ mình sẽ ép thêm cho Silva random một cái skill nữa, xem nó sẽ là con số gì đây. Ôi, heo chích cũng rất ok với cái skill này. Một skill chúng ta có thể dùng được. Ta cùng đến với cả trận thiếu đầu tiên cùng với cả Bernardo Silva ở vị trí AMF. Silva này thì có một bộ chỉ số khá là giống Messi. Đúng hơn chúng ta gọi Silva là Messi 2.0, Messi Bồ Đào Nha anh em ạ. Đúng là như vậy, đây là Messi Bồ Đào Nha. Chỉ khác là Silva nó sẽ thiếu đi khả năng dứt điểm của Messi thôi, cũng như là không bằng Messi một vài chỉ số khác. Nhưng mà chúng ta có một cái phiên bản của Bernardo Silva đến từ Bồ Đào Nha, với cái khả năng cầm bóng là cực kỳ cao. Đây là Bernardo Silva, đường chọc khe dành cho Mohamed Salah. Salah thoát đi rất nhanh, đây là Salah, khoảng trống rất nhiều để Salah xử lý. Và Salah, đó là Mohamed Salah. Một bàn thắng quá hay của Mohamed Salah. Một bàn thắng chúng ta thấy được nhiều từ Salah, từ trong game lẫn ngoài đời. Và tất nhiên chúng ta phải kể đến cái đường kiến tạo của Bernardo Silva dành cho Mohamed Salah. Một đường chọc khe phải gọi là quá lênh láng nước. Quá hay đến từ Bernardo. Con hàng Bernardo Silva này chúng ta sẽ cùng điểm qua về điểm mạnh như là điểm yếu của nó. Điểm mạnh chúng ta thể thấy rõ ràng là một bộ chỉ số về khả năng rê bóng, về khả năng truyền trọt cũng như là thăng bằng và một chút gì đó về bứt tốc đối với Bernardo Silva. Tất nhiên là khả năng rê bóng là khả năng nổi bật nhất đối với Silva, với cái khả năng rê bóng, điều khiển bóng, xử lý xuân không gian hẹp rất tốt. Và Bernardo cũng có một cái nhận thức tấn công khá là cao. Đó, và cái độ xoáy cũng ổn để anh em có thể tung những pha cứa lòng. Khi mà Bernardo Silva có những cái skill về cứa lòng, về sút xa, và cũng như là để tận dụng tốt nhất cái bộ chỉ số của Bernardo Silva, thì mình khuyên anh em nên ép thêm cho Silva những cái skill về qua người như là double touch, như là quay compa, flip flap, để có thể tận dụng tốt nhất cái khả năng rê bóng của Bernardo Silva. Nếu mà so sánh Bernardo Silva ở những phiên bản trước, thì nếu mà chúng ta chơi từ trước trước đấy, chúng ta chưa có cái thẻ ép skill, thì thực sự là con Silva này dù có khả năng rê bóng cao nhưng cũng khó để qua người khi chúng ta không có cái skill nào để qua người cả. Nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể ép thêm những skill rồi, thì thực sự con Silva này nó quá bá về khả năng rê bóng. Và chúng ta nên ép thêm cho Bernardo Silva thêm một vài những cái skill về truyền nữa, như là width pass, như là lot pass các kiểu nữa, để Silva có thể truyền ngọt hơn, truyền nét hơn. Như thế thì chúng ta sẽ có một tiền vệ công thực sự là quá hay. Nhưng thực sự thì cầu thủ nào cũng phải có điểm yếu, và tất nhiên Bernardo Silva cũng vậy. Và điểm yếu của Silva cũng khá là lớn đấy. Đó chính là về cái khả năng tỉ đề của Silva. Khi mà thời điểm hiện tại chúng ta vừa mang Silva về, chúng ta chưa có những cái skill để qua người dễ dàng, thì chúng ta phải dây bóng với những cái nhịp chạm đơn giản, ngoặt qua ngoặt lại từ nhiều hướng, hoặc là xoay vòng để qua người. Và tốc độ của Silva cũng là một cái điểm yếu. Khi mà tỉ đề không có tốc độ, chúng ta cũng không phải là quá nhanh, thì khi chúng ta đã đấu tay đôi mà không có skill qua người rồi, thì thực sự là Bernardo Silva rất dễ để mất bóng. Mặc dù khả năng rê bóng là cao, nhưng mà đội bạn to quá, Silva thì bé quá, cho nên là để mất bóng khi bị đấm là quá dễ dàng rồi.
Rồi chuyền xuống dành cho Salah rất hay của Bernardo. Salah ngoặt vào trong, Salah chuyền dành cho Pedri xâm nhập và Pedri. Bàn thắng đơn giản nhưng chúng ta có thể thấy được cái sự khó chịu từ những cái đường chuyền của Silva thả xuống dành cho Salah. Đội bóng quá tốt để Salah tận dụng tốc độ và xử lý tình huống. À, đó sẽ là một tình huống tiền kiến tạo dành cho Bernardo. Và anh em lưu ý này, anh em nên ép ngay và luôn cho mình cái skill qua người anh em nhá. Nếu mà không có cái skill qua người thì thực sự cái khả năng rơi bóng của Silva nó cũng không có thể áp dụng được nhiều đâu anh em ạ. Mình chơi mình còn thấy khó cơ, tại vì không có skill qua người nó khó đá lắm. Nhưng mà toàn những cái hậu vệ to cao mà AI còn được nâng cấp nữa thì thôi, Silva quá khoai tây. Đây là Bernardo Silva. Bernardo Silva tốc độ xử lý kỹ thuật qua được người, lừa được bóng qua được người tiếp rồi, hai người sau đít. Đấy rồi, ngoặt vào trong, Silva cửa lòng, Silva ui giời ơi, qua ít khoảng trống dành cho Silva. Nếu có double touch thì mình đã tạo thêm được khoảng trống rồi. Ui, lại mất bóng rồi. Đấy, nên phải ép ngay vào luôn anh em nhá. Không có skill qua người là hơi khó với Silva đấy, có là lại thành quái vật ngay. Đấy là Silva lốp bóng không được. Và tất nhiên là phải ép thêm skill về truyền rồi, để chúng ta có một cầu thủ hoàn hảo nhất có thể cho anh em đá. Rồi pha phản công có lẽ là cuối cùng của trận đấu này. Đây là fan layout. Ở trong là Bernardo. Bernardo Silva nửa sút nửa chuyền và đây là Salah. Một tình huống ôi giời ơi, và Salah là người được hưởng lợi. Bàn thắng rất rùa của Salah. Chúng ta xem lại pha bóng mà Bernardo Silva dường như là sút bóng nhưng đã bị chặn lại bởi đội bạn. Và đó sẽ được tính là một tình huống kiến tạo cho Bernardo Silva. Một tình huống đen cho Silva nhưng mà hên cho Salah. Trời ơi, Salah tự nhiên lại húp được quả nữa. Cú đúp của Mohamed Salah và cũng như là cú đúp kiến tạo của Bernardo Silva. Ôi rồi, bạn out rồi. Trận thi đấu đầu tiên thì cũng đã kết thúc. Và sang trận thi đấu thứ hai mình sẽ để Bernardo Silva đá vị trí tiền đạo chạy cánh phải anh em ạ. Đây là một vị trí Silva đá cũng khá là hay. Nhưng mà để bảo là hay quá hay thì không phải anh em nhá. Đá vị trí này Bernardo Silva nói chung chỉ hay thôi. Còn để bảo là Silva có thể cạnh tranh được với các RWF khác của anh em thì mình thấy hơi khó. Cá nhân mình là như vậy. Đối với ý kiến cá nhân mình thì mình thấy Silva đá vị trí này thì hơi khó để cạnh tranh với cả các tiền đạo chạy cánh khác. Như là Salah thì chắc chắn là Silva sẽ không có tuổi rồi. Tại vì cái khả năng của Salah vẫn nhanh hơn cũng như là dứt điểm vẫn hay hơn đấy. Nhưng mà Silva ở đây chơi kiến tạo anh em ạ, đấy, chơi kiểu dê bóng làm bóng rồi truyền những cái đường truyền vào trong nhờ cái skill tạt xoáy của Silva. Ôi rồi đây là Barbosa, tình huống rất dễ dàng để Barbosa ghi bàn. Đội bạn đã mở tỷ số và chúng ta đang chơi khá là ngáo ngơ. Đây là Silva. Silva thả bóng xuống dành cho Del Piero. Del Piero xoay compa. Đây rồi, khoảng trống Del Piero. Tình huống quá hay của Del Piero. Đầu tiên là đường truyền xuống rất hay của Bernardo Silva khi mà đã nhận thấy Del Piero di chuyển. Và pha xoay compa này để loại bỏ Koulibaly là rất tốt. Và cuối cùng là đặt ra quả lòng quá cong từ cái khả năng cứa lòng 90 của Del Piero. Vậy là tỷ số đã được san bằng về là 1-1. Ta sẽ cố gắng để tạo nên một pha lỗi ngược dòng anh em ạ. Đây là Messi không được. Messi, ui giời ơi, xê nhỉ. Này mà, ôi không được luôn. Nào tấn công nào. Tôi cần tìm thêm bàn thắng. Del Piero, Pedri. Đây rồi, Del Piero thoát được không? Thoát đi được rồi, thoát đi. Del Piero, tốc độ Del Piero. Sao mà lại đơn giản như vậy chứ? Một pha tấn công quá nhanh của chúng ta. Del Piero tự nhiên vứt tốc cực kỳ nhanh. Xử lý tốt, đặt lòng tốt. Và thế là đủ để chúng ta có thể có thêm một bàn thắng nữa. Và bây giờ chúng ta cần nhất đó chính là Bernardo Silva ghi bàn. Thì chúng ta có một cái clip thực sự là hoàn chỉnh với Silva. Silva thì mình thấy là ghi bàn không phải quá hay đâu anh em ạ. Tại vì cái khả năng ra chân của Silva không phải là quá nhanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo đủ khoảng trống cũng như là đội bạn bỏ lỡ Silva thì thực sự là Silva có những thủ tấn công khá tốt để thoát xuống và cứa lòng thì thôi.
chưa cứ lòng tín lắm anh em ạ. Mỗi tội là khả năng chưa có cái chưa qua người nào để tạo khoảng trống thêm để có thể cứa lòng tốt hơn thôi. Còn nếu có thì thực sự là rất nguy hiểm với Silva. Đâu rồi, các bạn bỏ quên Silva kìa. Đây là Bernardo Silva thoát xuống rất nhanh. Silva từ ngoặt ra ngoài này. Silva xử lý tốt quá. Đây rồi, vào. Tuyệt vời Silva. Một tình huống mà chúng ta đã thoát xuống rất nhanh khi mà đội bạn bỏ quên Bernardo Silva. Và người chuyền là Frank Lampard. Chúng ta bất ngờ ngoặt ngược ra và không băng vào khi đội bạn đã kéo thủ môn lên để bắt bài. Và pha cứa lòng cuối cùng đã không còn ai ở khung thành nữa rồi. Koulibaly là không đủ để ngăn cản pha bóng của Silva. Ui giời ơi, hay thế. Xin thế là Silva có bàn thắng rồi. Tuyệt vời. Tuyệt cả là vời luôn. Nhưng mà đây là mình đá Silva, mình đá thấy hay rồi nha. Nhưng mà nhiều anh em lại không có cái skill qua người hoặc là chưa ép thêm skill qua người thì đá rất khó chịu với Silva luôn đấy. Khi mà chúng ta khá là khó để có thể ngoặt hướng tạo khoảng trống. Đây rồi, đội bạn lại quên Silva rồi thì lụm thôi, lụm. Đó là Bernardo Silva lần thứ hai trong trận đấu này. Tình huống mà Frank Lampard lại thấy Silva. Một pha chạm bóng tinh tế để tạo khoảng trống. Và rồi là cứa lòng. Loại bỏ tận hai hậu vệ của đội bạn. Chắn cái đường bóng luôn. Trời ơi, không cần kỹ thuật nhưng mà chúng ta có cái điểm chạm tốt, điểm chạm tinh tế để có thể ghi bàn. Phút bây giờ chỉ là còn là 4 phút thôi và đội bạn chắc chắn là không đủ để có thể đưa ra một cú lội ngược dòng rồi. Đấy, ok anh em ơi, trận thi đấu cũng đã kết thúc rồi. Một trận thi đấu hay của Bernardo Silva với cả một kiến tạo cũng như là hai bàn thắng đối với Silva. Và có lẽ là bây giờ mình cũng xin kết thúc clip đây thôi. Nếu anh em có những gì đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment cho mình biết. Và đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn giờ thì bye bye.